Xin chào quý vị và các bạn. Hôm trước thì Khiêm có đi xem và định giá để thu một mẫu xe Corolla Cross phiên bản Hybrid biển Sài Gòn mà chạy có 4.875 km. Thì hôm nay Khiêm sẽ cùng quý vị đánh giá chi tiết về mẫu xe này để quý vị xem là có thích hợp để quý vị sở hữu mẫu xe này hay không ha. Mẫu xe này thì Khiêm cũng đã làm những cái video ngắn để giới thiệu về cái mẫu xe này. Đây là mẫu xe Corolla Cross phiên bản Hybrid, đăng ký lần đầu vào tháng 12 năm 2021, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và đây là một chiếc xe lướt nha quý vị, mới chạy có 4.875 km dưới 5.000 cây quý vị. Và hiện tại xe này về thì Khiêm sẽ cho có một số điểm ở ngay vị trí cửa nó kéo trầy xước, thì bên Khiêm sẽ tiến hành sơn lại cũng như là tiến hành bảo dưỡng để có thể gửi đến quý vị cái chiếc xe ở trạng thái hoàn hảo nhất. Và giá thì Khiêm cũng đã báo quý vị là giá xe này là khoảng cỡ 918 triệu đồng để quý vị có thể sở hữu mẫu xe này ha. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Khiêm khám phá chi tiết về cái mẫu xe Corolla Cross phiên bản Hybrid này ạ. Xin mời quý vị. Đây, mẫu xe mà luôn ở trong tình trạng thiếu hàng đây, do nhu cầu thì nhiều mà cái số lượng mà nhập khẩu của dòng xe này về thị trường Việt Nam tương đối ít, đó là chính là phiên bản Corolla Cross phiên bản Hybrid này nha quý vị. Nếu bây giờ quý vị nào mà ra giấy tờ xe này thì nó khoảng cũng 1 tỷ mốt mấy chục, gần 1.2 tỷ rồi nha quý vị. Nhưng mà chiếc xe này thì mới tháng 12 2021 mà giá nó chỉ có 918 triệu thì quý vị cũng ra giấy tờ thì quý vị cũng chênh như là xe mới khoảng hơn 200 đó quý vị. Nhưng mà xe này chỉ chạy có 4.875 km thì quý vị có thấy là y như xe mới ha. Bốn vỏ đều là vỏ theo xe hết và còn rất là dày, mới chỉ chạy có 4.800 chưa được 5.000 cây mà quý vị. Cũng như là vỏ sơ cua của mẫu xe này là chưa chạm đất, thì lát nữa Khiêm sẽ mở cho quý vị xem ha. Đó, một vòng quanh xe này quý vị thấy không, xe rất mượt mà ha, xe cá nhân một đời chủ. Vị khách này là ở Bình Thạnh, ở gần bên công ty Toyota Tân Cảng luôn. Xe này mua xe mới tại Toyota Tân Cảng và cũng bán lại luôn ha. Đây, quý vị thấy không, rất đẹp ha. Đây, quý vị thấy cái bộ logo cũng như là cái viền xanh là quý vị thấy là đây là phiên bản Hybrid rồi ha. Đây nè, xe có hệ thống camera 360 theo xe, thì quý vị thấy là có camera phía trước đây ha, bảng số là 51K. Để cho quý vị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh á thì không có tốn tiền bảng số ha. Có trang bị hệ thống cảm biến phía trước rồi, cảm biến va chạm phía trước hai bên ha, cũng như là hệ thống đèn led này, full led hết nha quý vị. Đối với mẫu xe này thì chạy rất là êm ái, cũng như là đặc biệt đó là rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị ha. Trên thông số kỹ thuật mà ở trên cái đèn táp lô báo thì xe này khoảng cỡ 3.4 lít cho đường hỗn hợp thôi ạ. Một thông số rất là lợi khi mà quý vị sử dụng xe này nhiều ha. Đây, rất tiết kiệm nhiên liệu ạ. Nè quý vị nè, đây là hệ thống một cái camera trong hệ thống camera 360 nha quý vị. Nè, như Khiêm nói nè, chỗ đây nó có một cái vết trầy nhỏ này, thì bên Khiêm sẽ tiến hành sơn lại ha. Còn về cái chất xe thì quý vị cứ yên tâm, bảo đảm xe đẹp. Và xe này thì cũng được gửi trong nhà xe có máy che. Nên là cái trạng thái của xe rất là đẹp quý vị. Còn nguyên bản hết ạ. Đây, quý vị thấy không? Đầu DVD này, hệ thống điều hòa, ngay cả cái bọc ni lông còn chưa tháo ra luôn đó quý vị. Quý vị thấy nội thất bên trong không ạ? Với tông màu chủ đạo là màu đỏ ha. Nhìn xe phải nói là rất đẹp ạ. Đối với mẫu xe này thì còn bảo hành tới 2024 nữa quý vị. Nên quý vị cứ yên tâm về cái chất lượng của mẫu xe này. Với tông màu chủ đạo bên trong màu đỏ này, quý vị thấy không? Xe tất cả các chi tiết còn rất là mới. Thứ hai nữa là vị chủ nhân này cũng là một người giữ xe rất là kỹ quý vị. Đó. Đây, quý vị nhìn những cái bộ vỏ này. Đi nhau hết luôn quý vị. Đó. Đây, thùng thứ 41 của năm 2021 nữa quý vị. Đều như nhau hết ha. Đó. Những cái cụm đèn này còn rất là mới ha. Đây, ký hiệu phiên bản Hybrid nha. Đây, để khi mở lên cho quý vị xem ha, không gian nội thất bên trong, hệ thống cảm biến góc, camera da, nói chung là đầy đủ hết rồi ạ. Nè quý vị này, như Khiêm nói này, bộ vỏ sơ cua này. Đó, quý vị thấy cái đường chỉ đỏ mà chưa chạm đất nha quý vị.
Đây. Vậy một chiếc xe mà cái khoang hành lý của cái dòng Cross này nó rất là rộng luôn quý vị. Nhà quý vị mà đi 5 người mà chứa trong cái khoang hành lý thì dư sức luôn đó. 2-3 cái vali cũng không thành là vấn đề ha. Đây nè, quý vị thấy về ngoại thất không? Nhìn xe rất là cứng cáp. Như Kim nói này, những cái nhỏ này là đều đồng bộ hết, là thùng thứ 41 của năm 2021 hết nha quý vị. Đó, nội thất nè. Đó, quý vị thấy âm đóng cửa không? Âm thanh đóng cửa rất là đậm ha. Đây, tắt đi cửa nè. Rồi hệ thống nè, quý vị nhìn cái ghế nè. Vết nhăn nheo là hầu như là không có đúng không quý vị? Đối với những chiếc xe mới thì nó y như vậy hết ạ. Đó, thì quý vị thấy nè, ở trạng thái xe được giữ đẹp như thế nào ha. Vô lăng rồi khỏi chê hết rồi. Đây. Đó. 4.800 thế hệ ha. Đúng với cái chất xe mà như Kim nói ha. Tại vì đối với phiên bản hybrid này, khi quý vị nổ máy lên á, nó sử dụng toàn bộ bằng hệ thống pin hết, nên là quý vị cũng không nghe tiếng máy, nên là Kim cũng không nổ máy ha. Bây giờ khi mời quý vị hãy cùng Kim xem xét chi tiết cái khối động cơ nó nguyên zin như thế nào, để quý vị cùng Kim đánh giá ha. Mời quý vị. Đây quý vị, khối động cơ nè, chỉ có bụi bẩn thôi quý vị, còn những dấu niêm phong từ nhà máy nè còn y hết nè, keo nè cũng còn y nè, ốc nè không hề có dấu hiệu tháo mở gì hết nha quý vị. Và quý vị có thể thấy là các chi tiết ở trong xe nè còn y như nguyên bản hết ha. Đó. Những cái dấu niêm phong từ nhà máy, những cái đường chỉ, những cái đường sơn mà để đánh dấu á, thì vẫn còn nguyên bản hết nha quý vị. Đó. Cabo thì tất nhiên là bên Kim đã điểm định hết rồi. Cam kết không tai nạn, không ngập nước, sùng chỉ là còn y hết nha quý vị. Đó. Thì quý vị đã cùng Kim khám phá chi tiết về cái mẫu xe Corolla Cross phiên bản Hybrid năm 2021 tại Toyota Tân Cảng, giá là 918 triệu đồng. Trả góp qua ngân hàng tài chính của Toyota. Thì quý vị có nhu cầu thì vui lòng gọi hotline hoặc đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Kim ha, để Kim có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.